Cái mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo ạ. Uttamang na quan đề hằng ba đa bằng sùng và rút ta mang bút thề dô khá lý tổ đô sô bút thô khá mà tu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng tham manh cha đu vít hằng qua rằng tham mê yo kha li tô đô so tham mô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang na quan đề hằng sang khanh cha du vít ho ta mang sang khê yo kha li tô đô so sang khô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báo ạ. Chư rạc mình mê bụt thật sẽ thô tà rì bụt tô chả đắc khi nê hoa mà ẩn chê mọc gà la nô bù rà tô bê đà cà tà yàng bạch chí mê mà mạ á nàn đô kỳ nà sà hoa chá tôn đi xà. Samanta loka bala cha inda deva sa brahma ka e te sang ngan ma we na sabbe phayau bat na wa ne ka antaraya pivina santu ase. Sa tô Đức Phật ngự trên đầu, bên mặt Xá Lợi Phất, vai trái kiền Liên Hầu. Trước mặt là tâm tạng sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán Đế Thích Lẫn Phạm Thiên. Do lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. So tha la tho su vi to vô ru no ho vô tha sa ta ne a ro vô su vi to ho i sa ha tha pe nha ti pi sa an tha la tham. Su vi ta vô ru na ha vô tha sa ta ne a ro ga su vi ta ho i sa ha tha pe nha ti pi te an tha la tha. Su vi ta vô ru na ha vô tha sa ta ne a ro ga su vi ta ho tha sa ha tha pe. Ý nhà tị phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thu lành thay. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng Niết Bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Răng kinh chi cu sa la cam mang cát tắp bằng kiri yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta san ni no a thi ye cha sat ta a san ni no ka tang bun nya pha lang mai hang sap be pha gi pha wan tu te ye tang ka tang su wi di tang din nang bun nya pha lang ma ya
ye cha tat thana cha nan ti de wa gan toa ni we da dung sap be lo cam hi ye sat ta chi wan ta ha ra he tu ca manun yang pho cha nang sap be la phan tu ma ma che ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà. Chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dâng ba, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh ạ. Y đăng nô nhà tì năng hồn tu su khi tà hồn tu nhà ta dồ, cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng wa ta nô bùn nhằng à sa wa kha già wa hằng hồ túc. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, hôm nay chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và ngũ giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến tất cả chư thiên, tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, nhất là chư thiên hộ trì mỗi người trong lớp học, chư thiên trong ngôi chùa Ngọc Đạt, chư thiên ở tịnh thất thiện hiểu, chư thiên trong ngôi nhà các Phật tử trong lớp học, chư thiên trên mặt đất, chư thiên ở cội cây, chư thiên ở trên hư không, xin các ngài hoan hỷ thọ nhận, và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài hộ trì cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài. Dạ, nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới và hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tăng đúc, chư tôn đức tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo. Dạ, con xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị tiếp tục điều hợp chương trình ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Sa thú, kính cảm ơn Thích Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn chị Metta, Thích Thiền Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Pháp Thanh, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Và cảm ơn Kim Nhung. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ Nhật Bình. Kính chào anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng để bái tam bảo và thọ trì quy giới. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ chúng con học tương ưng kinh. Và con Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Thanh giảng giải bài học ngày hôm nay. Và con kính tri ân sư cho đề tài. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phá Gà Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa Nam mô Ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa namo Ta sa bhagavato arahato samma sambuddha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng trò hoa lành rải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản,
Phật nhận lời nhân chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và trước khi con thỉnh sư, con xin được đọc phần chánh văn ạ. Bài học hôm nay Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chương 1, Tương Ưng Chư Thiên, phẩm 6 La Mã phẩm già, bài 8 Phi Đạo. Cái gì gọi là phi đạo? Cái gì diệt ngày đêm? Cái gì ế phạm hạnh? Cái gì tắm không nước? Thế Tôn, tham dục gọi phi đạo, tuổi diệt ngày đêm, tuổi tác diệt ngày đêm, nữ nhân ế phạm hạnh khiến loài người hệ lụy khổ hạnh và phạm hạnh là tắm không cần nước. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng văn rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và sư có nghe được âm thanh con, sẽ cho con một tín hiệu ạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, và kính lễ ngài Trí Đức, và chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo, Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, thầy đã chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo, Pháp Bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ngày thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước đèn của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ngang ngang, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì hôm nay chúng ta học đến cái phần bài thứ 8, phi đạo. Cái gì gọi phi đạo? Thì cái chữ đạo ở đây đó, nó có hàm ý, nó có rất là nhiều nghĩa. Đạo nó có nghĩa là cái đường. Mình hiểu cái đạo thứ nhất, nghĩa thứ nhất nó là con đường. Rồi thứ hai là gì? Nó có thể chỉ một cái phương hướng, hoặc là cái phương pháp để mà thực hành, hoặc
hoặc là cái gì là bổn phận. Ví dụ như quý vị nghe đạo làm người, đạo làm con, đạo làm cha mẹ rồi chẳng hạn đó, thì cái chữ đạo đó nó còn có nghĩa là cái bổn phận để mà mình thực hành nữa. Thành ra cái phi đạo ở đây đó, tức là cái gì, cái này nó không phải là đạo, không phải là cái con đường hay là cái con đường mà nó không đúng, con đường nó không có chân chánh, hoặc là chúng ta còn nghe nói là pháp phi pháp. Pháp là những cái điều tốt đẹp mà chúng ta thực hành để có sự hướng thượng, có sự tốt đẹp, sự thăng hoa trong cái đời sống. Còn phi đạo tức là những cái điều này đó, những cái phương pháp này đó, khi mà ta thực hành thì nó đem đến những cái tai hại, khổ đau. Đó, ra là phi đạo đây là nói là về cái những cái phương pháp nè, những cái phương hướng, những cái đường lối mà sai trái, chúng ta không có nên thực hành. Cho nên là cái Đức Phật mới trả lời là cái gì, tham dục gọi là phi đạo. Thì chúng sanh ở trong thế gian sở dĩ mà khổ đau á, là do đắm nhiễm vào cái tham dục, tham dục sai đắm, thu hướng, rồi tâm thù, dính mắc với tất cả những cái dục lạc của thế gian, sắc thinh vị xúc, rồi tham đắm vào cái chấp thủ vào cái thân ngũ quẩn này, rồi chấp thủ vào cái tài sản, chấp thủ vào thân bằng quyến thuộc. Chính vì những cái tham muốn này, những cái dính mắc này, những cái chấp thủ này đó, thì sao chúng ta bị đời một khổ. Mà không phải chỉ cái đau khổ trong cái kiếp sống hiện tại, mà còn đau khổ trôi lăn trong nhiều kiếp sống. Rồi cái gì việc ngày đêm, thì tuổi tác việc ngày đêm, thì trong một bài kinh Đức Phật có dùng cái hình tượng giống như có một cái người này đó, bị ba con rắn nó dí cái người này, người này chạy, nhưng mà bây giờ chỉ có trên cái cành cây có một sợi dây, thì cái người này đó, bây giờ muốn thoát khỏi ba con rắn này chỉ có leo lên cái sợi dây đó, để tạm thời mà tránh khỏi cái con ba con rắn này thôi. Thì ở trên cành cây đó thì có hai con chuột, một con màu trắng, một con màu đen. Những cái con chuột này nó gặm nhấm cái sợi dây đó. Thì ở đây cái người là chỉ cho chúng sanh, chúng ta đó. Rồi khi mà chúng ta bị những cái phiền não nó bủa vây, tức là ba con rắn là tượng trưng cho tham sân si, nó bủa vây, rồi mình tìm kiếm một cái con đường để mà thoát thân, tránh xa ba cái tạm độc này, ba cái phiền não này. Cho nên đó là mình bám níu vào cái sợi dây. Nhưng mà sao cái sợi dây này đó, ở trên cái cành cây thì có hai con chuột, một con trắng một con đen, là chỉ cho ngày đêm.
ngày và đêm thì sao, nó liên tục xảy diễn ra, hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm, nó thời gian nó gặm nhấm lần lần đi. Mà nếu mà chúng ta không cố gắng mà lo tu tập đó, thì sao, thì cái tuổi thọ của chúng ta sẽ đi đến cái đoạn kết. Giống như hai con chuột nó thi nhau, nó gặm nhấm cái sợi dây này. Cái sợi dây là tượng trưng cho cái thọ mạng của chúng ta. Hai con chuột này nó gặm nhấm ngày đêm. Mà nếu mà chúng ta mà không có cho nỗ lực mà tu tập, tìm phương pháp, tìm phương cách mà thoát ra đó, thì sao? Thì khi mà sợi dây mà nó đứt thì chúng ta rơi ra xuống mặt đất thì sẽ bị những cái nọc độc của ba con rắn này nó sẽ giết chúng ta. Cho nên là chúng ta phải thấy cái sự tu tập của mình nó cấp bách. Mỗi ngày chúng ta thức dậy là khởi đầu cho một ngày mới. Rồi khi mà tối mình lên giường, mình nằm ngủ trở lại là nó kết thúc cho một ngày. Giống như cái ngọn đèn vậy đó. Nó cái bật dầu ở trong cái đèn đó, nó xuống từ từ. Nó cứ xuống mỗi giây, mỗi phút nó xuống một chút. Nếu mà mình không có để ý, mình không thấy. Thí dụ như bây giờ ở trên bàn Phật mình châm một cái trong dầu đấy. Nhưng mà nếu mà mỗi mình chú tâm vào mình nhìn á, thì mình sẽ thấy nó thay đổi mỗi giây phút. Cái dầu ở trong cái trong đèn đó, nó cạn dần. Hoặc là mỗi chiều, mỗi khuya mình dậy mình tụng kinh, thì mình nhìn vô mình thấy cái trong dầu nó cạn. Nó cạn dần. Thì sao? Cái tuổi thọ của mình á, rồi cái sức lực, rồi cái trí tuệ của mình á, mỗi ngày nó cạn dần. Cũng giống như cái trong dầu đó. Cứ mỗi ngày nó sụt giảm đi một chút. Bữa nay nếu mà mình quan sát, mình thấy cái sức khỏe mình nó giảm rồi. Tại sao? Cái trí tuệ mình cũng giảm. Nếu mà bây giờ mình những cái vị mà lớn tuổi rồi, thì bây giờ khả năng học những cái đoạn kinh mà trung thôi, bậc trung thôi, chứ đừng nói là cái loại mà dài, không có dễ mà thuộc. Cho nên là chúng ta phải thấy được cái điều này, rồi chúng ta phải nỗ lực cố gắng để đạt được những cái điều lợi ích trước khi mà cái sợi dây nó đứt, trước khi mà cái tuổi thọ chúng ta chấm dứt, trước khi cái trong dầu nó cạn kiệt. Chúng ta phải lợi dụng cái khi mà cái ánh sáng nó còn để mình nỗ lực, mình ráng mình học. Cái tuổi thọ còn, cái sức khỏe còn, cái trí tuệ nó còn, thì mình phải ráng mình nỗ lực, mình học và mình hành những điều gì mà cần thiết nhất, đem đến lợi ích nhất. Chứ chúng ta không nên phí phạm dễ vui, vì ngày đêm hằng qua mau lẹ, ta đã học được các pháp của các bậc thiện nhân chăng? Chúng ta phải tự hỏi. Bây giờ càng ngày cái tuổi thọ mình, cái sức khỏe mình, cái trí tuệ mình càng giảm, mà mình đã học được các pháp nào của các bậc thượng nhân. Thượng nhân ở đây chỉ cho Đức Phật và chư Thánh Tăng. Mình có nếm được chút hương vị nào không? Mình có một phút giây nào an vui,
có phút giây nào mà cái tâm của chúng ta đó nó tạm thời nó lắng dịu, tránh xa tất cả những phiền não chưa, thì lâu lâu á mình phải tự phản tỉnh, mình tự xem xét, mình tự hỏi như vậy để chúng ta có sự nỗ lực. Chính cái khi mà chúng ta phản tỉnh, chúng ta thấy, thì chúng ta sẽ có sự cố gắng nỗ lực. Còn đôi lúc nếu mà mình không phản tỉnh, mình không xem xét, mình không nhìn lại cái sự tu tập của mình thì sao? Mình đâm ra dễ vui. Cái câu chuyện mà con thỏ và con rùa nó đùa với nhau, thì sự thật ra đó, con thỏ sao nó nhanh lẹ hơn con rùa, nhưng mà sao ảnh dễ vui. Vừa thả ra là bắt đầu ảnh thông, ảnh chạy liền, nhưng mà chạy chừng năm ba bước, chạy năm ba bước cái ngừng lại, nhìn mây nhìn nước, ngắm bông ngắm hoa, nhấm nháp những cái cọng cỏ. Khi mà cái tâm nó dính mắt vô cái trần cảnh ở bên ngoài rồi thì sao? Quên đi cái bổn phận là phải chạy, đáng là chạy chứ về tới đích. Này do cái dễ vui, cái tâm nó hưởng thụ cái trần cảnh bên ngoài, cho nên là dừng lại. Còn anh rùa đó, thấy chưa? Mặc dù anh ta là chậm, nhưng mà sao? Kiên trì, nỗ lực, tinh tấn, cứ bò chậm chậm, từng bước. Nhưng mà nhờ cái sự không ngừng nghỉ, chậm, đều mà chắc, thì con rùa nó tới đích được. Cho nên là chúng ta những cái bài học này, những cái ví dụ nghiêm này đó, chúng ta học từ hồi mà mình còn nhỏ. Sư nhớ cái câu chuyện về mình con thỏ con rùa này, hồi đó là học rất là lâu rồi, nhưng mà chúng ta không có đem ra áp dụng. Thành ra chúng ta cứ dễ vui trong cái đời sống, trong cái thế gian này, cho nên mình còn trôi lằn trong khổ đau, để chúng ta chưa có thấy được cái sự diệt mất, cái trí tuệ, cái sức khỏe của mình nó giảm thiểu. Rồi nữ nhân quế phạm hạnh khiến loài người hệ lụy, thì nữ nhân trong kinh gọi là cái gai của phạm hạnh, nó là cái chướng ngại. Phạm hạnh đây là chỉ cho cái con đường mà mình tu tập để nó trở nên tốt đẹp hơn. Nữ nhân, nếu mà khi một cái vị, thì quý vị cũng thấy là trước cái khi mà có Phật giáo thì thường thường là các vị sa môn bà la môn tu tập đi vô trong những cái khu rừng, những hang động, tu tập tránh đi những cái sự tiếp xúc gần gũi với nữ nhân. Và nếu mà những cái hình ảnh mà của cái người nữ mà nó xâm chiếm cái tâm của vị mà đạo sĩ đó, thì sao? Sẽ là trở ngại cho cái con đường tu tập để trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên nó là cái hệ lụy mà tất cả chúng sanh, những chúng sanh nào còn phiền não thì sẽ không vượt thoát được cái tham muốn này. Tất cả chúng sanh khi mà chưa diệt trừ được những cái tham ái, tham dục,
thì sao? Thì có đôi lúc nó ngủ ngầm ở trong tâm, nó sẽ bùng phát ra bất cứ lúc nào. Thì trong cái chuyện tiền thân thì Đức Phật cũng có kể lại một cái chuyện tiền thân thời đó. Bồ Tát là một cái vị đạo sĩ. Cái vị đạo sĩ này là ở trong Tuyết Lãnh á. Nhưng mà vị đạo sĩ này đã đắc được các tầng thiền và phát triển được thần thông. Cho nên là cái vị đạo sĩ này mỗi ngày dùng thần thông bay vào trong cái kinh thành để mà nhận vật thực. Thì cái duyên hôm đó là Bồ Tát đi khất thực thì gặp được vị vua. Thì vị vua này quan hỷ với các vị đạo sĩ đang tu tập. Cho nên là vị vua này mới thỉnh Bồ Tát đi vào hoàng cung để mỗi ngày nhà vua nó dân cúng vật thực cho đạo sĩ, cho Bồ Tát. Thì một thời gian, đến một hôm đó là nhà vua phải có cái công việc quốc sự, phải chinh phạt những cái quân nghịch nó xâm phạm ở biên cương. Cho nên là nhà vua mới giao cái nhiệm vụ này đó, hàng ngày lo dân cúng vật thực đến cho Bồ Tát, cho bà hoàng hậu. Thì mỗi ngày bà hoàng hậu bà cũng làm chuẩn bị vật thực để dân cúng đến cho Bồ Tát. Thì một hôm á, cái tiết trời nóng nực mùa hè mà, thì bà hoàng hậu bà mới tắm rửa, tắm xong rồi mới nằm ở dưới cái cội cây, rồi mới lấy một cái tấm vải tròn lên cái thân mình, nằm hóng mát ở dưới cái cội cây. Thì khi mà Bồ Tát từ từ bay, dùng thần thông bay xuống đến cái khu vườn thượng quyển, thì từ 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 hạ xuống. Thì do Bồ Tát mặc y bằng cái vỏ cây đó, thì nó tạo ra một cái tiếng động. Khi mà nghe cái tiếng động đó thì bà hoàng hậu á chợt tỉnh giấc. Tỉnh giấc thì bà quên đi là mình đang coi như là lõa thể. Mình chỉ đắp có một cái tấm vải tròn ở trên người thôi. Thì khi mình nghe vậy, bà mới ngồi dậy, thì cái tấm vải tròn đó nó rơi xuống. Rơi xuống thì một cái hình ảnh của một nữ nhân, rồi một cái mùi hương kia nó xâm chiếm, nó xâm chiếm cái tâm của Bồ Tát. Thì lúc đó cái tham dục nó sanh khởi. Mà khi mà tham dục mà nó sanh khởi rồi đó, thì sao? Tất cả các cái thiền chứng, các cái chứng đắc, các cái tầng thiền ấy, và những cái thần thông nó bị tiêu hoại hết. Do đó mà cái nữ nhân nó gọi là cái ô uế cho phạm hạnh, là cái như vậy. Chính vì khi mà chúng ta bị đắm nhiễm ở trong cái khổ đau, nó là cái hệ lụy, nó là một cái dây trói buộc. Quý vị nhớ rằng cái tham dục này đó, nó chỉ có đến bậc thánh tứ lậu thì mới đào bứng tận gốc rễ của nó mà thôi. Cho nên á, là có đôi lúc người nữ thì không được gần gũi các vị sư là vậy. Trong cái hôm trước thì sư cũng có nhớ là cô Nhật Quỳnh á, nói là khi mà qua Miến Điện hoặc là qua Thái Lan thì người nữ là bị coi như là cách ly. Mà cái cô Nhật Quỳnh dùng cái từ nó hơi nặng, ta coi mình như con chó ghẻ.
không phải. Tại vì á là sợ rằng sợ rằng khi mà người nữ gần gũi đến lúc mà dân cúng rồi đó thì sao, có cái sự xúc chạm mà cái gì, cái sự xúc chạm này nó tạo ra những cái cảm giác nó rất là nguy hiểm. Biết đâu chừng do duyên nghiệp từ quá khứ cái nữ nhân này xúc chạm làm cho khởi sanh những cái dục ái cái dục ái thì sao, nó sẽ là cái chướng ngại, nó là cái gai, nó là ô uế cho cái phạm hạnh, cho cái sự tu tập. Bao nhiêu công trình tu tập mà chỉ cần một mồi lửa là nó tiêu hoại hết, giống như là một, chỉ cần trong một niệm mà chúng ta sơ xuất để cho phóng dật dễ vui, cho tham ái nó sanh khởi thì sao, thì tất cả những cái thiền chứng, những cái thần thông, những cái gì đó nó bị tiêu hoại. Cái gì ở bên tâm sẽ nói gì, một mồi lửa tham vậy đó, tiêu hết rừng công đức. Thì như vậy đó, thành ra đó có sự ngăn ngừa, ngăn chặn những cái phiền não này để tránh khởi, nó tránh sự sanh khởi trong cái nội tâm của cái vị mà Sa môn Bà La môn là như vậy. Thành ra đó chúng ta không biết, nhưng mà cái tham ái, cái dục ái này đó, nó sanh khởi nó cũng phải có nhân có duyên chứ không phải mà đụng đâu nó sanh cũng được, phải không? Cái hạt giống mà khi mà mình để xuống một cái chơi nơi mà nó có đủ điều kiện, nó có độ ẩm, nó là cái chỗ đất xốp, rồi nó có độ ẩm, rồi thời tiết nó phải đầy đủ, thì cái hột giống nó mới sanh khởi. Nó phải mà tự nhiên mà nó phát triển được. Cho nên á, cái vấn đề mà ngăn ngừa để phòng hộ ra đó, ngài Ananda mới hỏi với Đức Thế Tôn, bây giờ á là nếu mà phải tránh xa người nữ, nhưng mà nếu có việc mình cần phải thì sao? Đức Phật nói là giống như là không thấy. Rồi ngài mới hỏi chứ bây giờ thấy là sao? Thấy thì phải đề phòng, phải ngăn ngừa trong cái tâm của mình. Đó. Rồi, tức là có những cái phương pháp để cái vị tỳ kheo phòng hộ. Chứ còn nếu mà cái duyên nghiệp của hai chúng sanh này mà nó đã từng diễn biến ở trong quá khứ rồi, thì bây giờ khó mà tránh. Nhưng mà chúng ta không nên dễ vui. Thành ra đó là mấy cô cũng đừng có mặc cảm tại sao mà ở Miến Điện, ở Thái Lan ấy, thì để cho mấy ông cận tự nghe lại dân cúng cho các vị tỳ kheo, còn người nữ thì không được. Thì là đây là một cái sự ngăn ngừa cho chính cái vị tỳ kheo, mà cũng ngăn ngừa cho chính những cái đối tượng. Thì có gì đâu buồn, khi mà quý vị mà tác ý là nó đã có phước rồi, thấy không? Còn cái vấn đề mà mình quan hỷ, mình tận tay mình làm, hoặc là mình nhờ người khác làm, thì có sao đâu. Cái quan hỷ trong cái khi mà cái thiện sự mình làm á, là nó đã đem đến cái lợi ích, cái kết quả, cái nhân tốt đẹp rồi.
thành ra quý vị thấy nếu mà cái trường hợp mà như cô Nhật Quỳnh ở nước ngoài bây giờ cổ muốn làm một cái điều gì đó, cổ dân cúng đến cho một vị sư nào đó, à, hoặc là cổ thỉnh thoảng cũng có lợi dân cúng cho sư đó. Bây giờ đâu có tận tay được, mà có nhiều khi là cổ phải nhờ con cái rồi đem lên chùa. Nhưng mà mình biết rằng cái điều này là mình làm được thì mình hoan hỷ với cái thiện sự này. À, còn nếu mà mình được tận tay dân cúng thì tốt, còn không mình làm như vậy là mình cũng tạo được một chút nước rồi. À, thành ra khi mà mình làm với đầy đủ tam tư thì cái phước nó sẽ tốt đẹp. Còn bây giờ đó, mình đem đến mình dân cúng nhưng mà do những cái nó không có thuận lợi. Bây giờ chư tăng ở mức độ đó thì người ta thực hành những pháp như vậy, thì bây giờ mình nhờ người khác, mình nhờ một cái chú nào đó, một cái cận sự nam nào đó dân, thì mình cũng khi đó mình cũng hoan hỷ với cái phước thiện này, mình cũng trọn đủ. Chứ mình đừng vì một chút mình không được tận tay rồi mình mất đi cái niềm hoan hỷ, thì như vậy đó, tự mình làm tổn giảm cái phước của mình. Cho nên đó, là nhân tiện ở đây đó, sư cũng nhắc quý vị, tức là khi mà chúng ta có vấn đề mà làm những cái điều phước thiện, nhưng mà có đôi lúc đó, mình vì hoàn cảnh ở xa, vì những cái điều kiện nào đó mà mình không có tận tay mình làm được, nhưng mà mình vẫn hoan hỷ, mình biết rằng cái thiện sự này đó là nó là cái điều tốt đẹp, nó là nhân là duyên để diệt trừ những cái mầm móng phiền não, diệt trừ những cái tham sân si, diệt trừ những cái pháp tham ái ngủ ngầm, mà mình quan hỷ với cái việc đó thì là mình có phước rồi. Chứ đừng có vì một chút một cái chút những cái chướng duyên rồi mình phiền não thì như vậy á, mình làm tổn giảm cái phước của mình. Rồi cái cuối cùng là khổ hạnh và phạm hạnh là tắm không cần nước. Thì thường thường thì quý vị thấy rằng những cái vị mà tu khổ hạnh á, sao đấu trị hả mà trời lạnh á thì xuống dưới sông tắm, mà trời nóng á thì hơi lửa để đấu trị với những cái phiền não. Còn cái gì mà thực hành phạm hạnh á thì tránh xa, giống như sư nói đó, là tránh xa những cái hình ảnh gần gũi và xúc chạm với người nữ. Thành ra cái tấm ở đây á, tức là làm cho cái gì, cho cái tâm của mình nó được trong sạch, để tẩy trừ những cái quế nhiễm, những cái ô uế của phiền não. Mà khi mà có những cái dục tham nó sanh khởi là đồng thời nó có cái vô minh, vô minh si mê nó đi phía sau đó, nó thúc đẩy, mà mình muốn loại trừ tất cả những cái ô uế, những cái phiền não, những cái tham ái dục ái nó đeo bám mà dính chặt trong nội tâm chúng ta thì sao? Chúng ta phải gội rửa từ từ, mà ở trong tâm á, ở ngoài cái tay mình dơ thì mình lấy nước mình rửa được, chứ những cái phiền não ở trong tâm á, thì chỉ có thanh lọc cái nội tâm
phải dùng những cái pháp đấu trị đó, để mà rửa, để mà tẩy trừ, để mà làm cho những cái ô uế nó bám níu, nó ngủ ngầm ở trong nội tâm, trở nên sạch sẽ, trong sáng. Đó. Thì cái khi mà thực hành cái phạm hạnh như vậy đó, là mình rửa trong cái nội tâm mà nước thì rửa ở bên ngoài được, chứ trong thì làm sao mà rửa được những cái phiền não. Cho nên là phải thực hành cái những cái pháp đem đến cái phạm hạnh cho được tốt đẹp. Thì phạm hạnh ở đây là chúng ta phải gìn giữ những cái giới hạnh cho nó tốt đẹp, như là bát quan trai giới. Đó, thì đây là những cái phương pháp mà giới sát trừ tạm thời để chúng ta tránh xa những cái phiền não, những cái ô nhiễm trong nội tâm của chúng ta. Rồi chỉ có đến khi nào mà chứng đắc các tầng thánh hữu học, đến tầng thánh vô lậu, đạo bứng tận gốc rễ, thì lúc đó là mới diệt trừ tất cả những cái mầm mống, những cái dục lậu ngủ ngầm, những cái phiền não ngủ ngầm trong nội tâm chúng ta, như là tham sân si, những cái triền phược, những cái pháp mà nó ẩn tàng, nó ngủ ngầm chực chờ, có những lúc mà có điều kiện là nó sẽ nhảy ra, nó quật ngã chúng ta. Cho nên á, chính vì cái điều đó mà chúng ta phải phòng hộ, phải đề phòng. Giống như là Đức Phật nói là phải đề phòng tất cả những cái phiền não. Nó giống như là chúng ta để phải đề phòng lửa. Chỉ cần một giây phút bất cẩn thì lửa nó sẽ bùng phát. Hay là bây giờ thì quý vị thấy rằng trong cái cơn dịch bệnh này đó, thì mỗi người mình phải tự phòng hộ lấy mình, mỗi người mình phải cẩn thận cho chính mình. Mà khi mà mình phòng hộ, mình cẩn thận cho chính mình thì những người khác cũng đỡ. Còn mình dễ vui thì sao? Thì mình vướng vào cái bệnh tật. Thì sao? Chính bản thân mình cũng khổ, mà làm khổ những cái người khác nữa. Khổ cho gia đình, rồi khổ cho mấy ông bác sĩ, mấy người y tá, đủ thứ chuyện. Cho nên á, quý vị thấy rằng cái này là cái thực tế trong đời sống. Những cái ở những cái đất nước nào mà cái người dân biết tự phòng hộ chính mình, là đeo khẩu trang này, rồi mang cái tấm chắn để cho đề phòng những cái giọt bắn này, rồi có sự tự cách ly, thì như vậy sẽ đỡ bớt cái vấn đề mà lây nhiễm. Còn những cái đất nước nào mà dễ vui, xem thường cái dịch bệnh, không chịu đeo khẩu trang, rồi coi như là tiếp xúc rồi vui đồ kia nọ như là bình thường, thì sao? Thì nó dễ bùng phát nhiều những cái người mà bị nhiễm bệnh. Thì cái phương pháp này là Đức Phật đã dạy rất là lâu rồi. Chúng ta phải từng phút, từng giây, từng sát na, chúng ta phải có sự phòng hộ, phòng hộ các căn, rồi phòng hộ cái nội tâm của chúng ta. Rồi luôn luôn chúng ta phải phản tỉnh, phản tỉnh xem xét những cái tác ý
để đề phòng, để tránh đi tạm nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Nhưng mà sao? Chúng ta cũng không có chú tâm. Cho nên cái di huấn tối hậu, cái lời dạy tối hậu, cái lời nhắc nhở tối hậu của Đức Thế Tôn trước khi vô dư niết bàn, cũng giống như đấng một người cha mà trước khi đi xa căn dặn người con một điều duy nhất thôi, là cái gì? Là không nên dễ vui. Có nhiều đó thôi. Dễ vui thì sẽ đem đến tai hại, mà khéo tác ý, khéo phòng hộ, thì sẽ đem đến an ổn cho bản thân mình và cho những người xung quanh. Còn mình dễ vui, buông lung, phóng dật thì sao? Mình nhiễm bệnh rồi, mình nhiễm bệnh của phiền não rồi, rồi mình đem cái bệnh này mình lây qua những cái người ở xung quanh, làm cho những cái người khác cũng khổ đau, cũng phiền não. Cho nên là trong cái đoạn thứ 8 này, phi đạo, thế này chúng ta phải với trí tuệ, chúng ta biết những cái nào nó trơn chánh, đúng đắn, chúng ta thực hành. Còn những cái nào nó không phải là những cái phương pháp trơn chánh thì chúng ta phải loại bỏ, phải cải chính, phải sửa đổi, thì chúng ta sẽ được an vui. Mà chúng ta sửa đổi cái gì? Sửa đổi cái dễ vui, hóng dật, cái mà coi như là buông lung, không giữ gìn, không phòng hộ, không giữ giới một cách tốt đẹp, không có sự kiểm soát cái nội tâm, không khéo tác ý, rồi đem đến những cái điều hết sức là tai hại. Cho nên là chúng ta phải luôn luôn dùng trí tuệ để mà tìm hiểu cặn kẽ những cái nào nó là những cái phương pháp, những cái bổn phận mà chúng ta phải nỗ lực thực hành theo cái con đường đúng đắn, chân chánh, và những cái điều nào nó là phi đạo đức, nó là phi phạm hạnh, nó là phiền não, thì chúng ta phải tránh xa, giống như tránh xa lửa, tránh xa thuốc độc, tránh xa những cái mầm mống của dịch bệnh tai hại. Đức Phật còn dạy một cái hết sức là quan trọng nữa sao? Chúng ta phải gìn giữ, giống như cái người mà gìn giữ cái con mắt còn sáng, hai mắt, nhưng mà bây giờ một bên nó bị hư rồi, nó bị mờ rồi, không? Còn có con mắt còn lại à? Nếu mà bây giờ mình không có dễ vui, mình không có gìn giữ nó, để nó bị tai hại, bị những cái chướng ngại bên ngoài, bị gai, hoặc là bị bụi, hoặc là bị những cái bệnh tật nó tấn công thì sao? Thì chúng ta sẽ hoàn toàn không có thấy được cảnh vật, không có nhận định rõ được cái ngày đêm, rồi cảnh vật màu sắc nó như thế nào, thì như vậy đó, thì nó sẽ đem đến nhiều những cái tai hại khổ đau. Cho nên đó là chúng ta phải có sự phòng hộ, gìn giữ tốt đẹp. Mà khi mà chúng ta có sự nỗ lực phòng hộ, gìn giữ trước các cái phiền não, thì chúng ta sẽ được an ổn, sẽ được an vui. Qua cái bài học ngày hôm nay thì sư cũng xin giải thích, chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này, kính cầu mong chư Tùng Đức, Pháp Thể Ca Ngang,
kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có thêm được nhiều những cái hiểu biết trong cái lời dạy, trong phần chánh kinh của Đức Phật, để chúng ta nỗ lực tu tập để đem đến một cái đời sống an vui trong hiện tại, và hướng đến những cái thực hành tốt đẹp trong ngày tương lai để đem đến sự giải thoát, chấm dứt khổ đau sanh tử luân hồi. Cầu mong tất cả quý vị an vui hạnh phúc, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Dạ. Bây giờ thì xin kính cung thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Thủ thành thai, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, tương ứng kinh động số 8, bài số 8 phi đạo, và rất là xa thú. Nhà con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tạm tách nước ở tỉnh Thất Thiện Hữu ạ. Và cảm ơn chị Metta Kim Nhung Thiện Hữu cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con rất là tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, bây giờ như ngài thượng tọa Pháp Thanh đã giảng giải và mời, và Nhật Quỳnh xin mời đạo tràng, mời vị nào có thắc mắc, có đoạn nào chưa hiểu hoặc là muốn giải quyết vấn đề gì đó thì cứ đưa bàn tay lên. Đàng Hoa, cảm ơn Đàng Hoa. Dạ, không có cảm ơn. Dạ. Nên đó là kính mời, nhất là nước mắt và con tim nè. Quỳnh thấy lúc mà sư giảng á, nước mắt và con tim đau khổ quá, trái tim rặn đứt hai ba cái luôn. Trời ơi, người ta có một cái trái tim mà nước mắt và con tim tới hai cái trái tim rặn đứt luôn. Nên thì giờ mời nước mắt và con tim, tại sao đau khổ như vậy, đưa bàn tay lên đi. Phải không Kim Nhung? Dạ phải không chị Metta? Thấy nước mắt và con tim đau khổ quá, nên giờ mời nước mắt và con tim. Thấy không? Nhận lúc rồi. Dạ. Dạ đó. Mà rất là nhiều người yêu cầu nước mắt và con tim. Dạ. Có thể cầm mic nói lý do mình đau khổ đi. Dạ. Nói lý do đau khổ và giải quyết cái vấn đề tại sao mình đau khổ đi. Alo, alo, nước mắt và con tim đâu rồi? Bàn tay giấu đâu? Mau lên, mau lên. Dạ, không gì, là bây giờ tới giờ kêu lên thì trúng mất phải không? Không anh hùng gì hết. Vậy hèn chi làm người nữ là phải rồi. Làm người nữ mà có anh hùng thì sẽ thoát được kiếp nữ thôi. Đó ơi, mời nước mắt và con tim. Oh yeah. Con cung kính đảnh lễ ngài Pháp Thanh, con cung kính đảnh lễ ngài Phật Pháp Online. Everybody thật là vui khỏe. Dạ, nhiều khi cái nước sống sợ không có được bình an, cho nên không dám lên đâu. Như là mới nuôi cái nước được khoảng mấy tuần rồi mà chưa thử. Dạ, kính chào cô Ốc, Nhật Quỳnh, các cô khác nữa, kính như lệ của các cô tu nữ. Dạ, ui dạ ơi, mình này vui quá nha. Dạ, để nói, không có nhiều nít lắm, hay vô đây lắm, nhưng mà khi buồn nhiều thì đi kinh đứng cày. Con người có tâm trạng mà thưa cô. Con kính lễ ngài hôm nay, ngài giảng pháp rất là hay, rất là thực tế với đời sống của con người trong hiện tại, cũng như quá khứ và trụng đến tương lai không biết sao.
Nhưng mà trong quá khứ và hiện tại thì đều là khổ cả, không có cái gì vui hết. Không nói không có vui thì không có đúng hoàn toàn, nhưng mà vui ít khổ nhiều, phản bạch ngài. Hôm nay con được trở lại cái Madison chứ, con có một lần lên đây rồi nhưng mà cũng không ít khi tiếp chuyện. À, nếu mà các cô ở dưới mà có nghe con tim nói á, thì cô cho hoa để có tin tưởng là cái mít mình rất bình an. Dạ, cảm ơn cô Nhung. Ở trong đây cô, nhất là cô Nhật Huỳnh, mà nhì thứ hai là cô Kim Nhung à, người mà rất là hiểu Phật Pháp. Dạ, mà còn đọc tiếng Bali rất là trôi chảy, mà mình thì học hoài không có được. Đó, như vậy là bạch ngày Pháp Thanh, hôm nay ngày giảng cái ngày thứ ba, ngày cho con được được học hỏi và biết được mình là tại sao mình ngu si quá mà học hoài không có thuộc, rồi chứ nghĩa là nhất là học tiếng Bali nó bị quên trước quên sau. Mà mấy cái từ mà gọi là gì, trường âm, đoạn âm gì đó, sao học hoài không có nhớ bạch ngài. Tại vì lý do sao con, tại là cái duyên của con không có đến với tiếng Bali được kêu chạy hay sao không biết. Ngày con ngay giúp chị cô ơi, cô Nhật Huỳnh ơi, cô mời nước là ngài đi, để ngài dùng nước xong rồi ngài lên ngài giảng, ngài trả lời những câu hỏi mà quý cô chú bác anh chị ở trong đây đưa tay lên nhé, cô Kim Nhung này, cô Thiên Vũ, cô Meta, bao nhiêu cô đó, đưa tay lên đi, đưa tay lên cho nên đưa tay lên cho nó xung cái lưng của mình đó, nha. Đưa tay lên để mình đặt câu hỏi chứ, rồi bằng tay đẹp ghê chưa. Bây giờ để kế tiếp nữa đi cô Nhật Huỳnh ơi, đưa tay lên cô chuẩn bị câu hỏi nha. Thưa cô, các cô trong đây không biết là cô các cô tu nữ đang mặc tươi hết rồi à? Con thì bạch ngài Pháp Thanh, cho con xin được đặt câu hỏi nè. Hồi nãy con vừa lắng nghe ngài nói về một người tu nữ cái thời xa xưa của Đức Phật đó, là vì cái lý do gì đó mà người nữ không được gần là quý vị nam giới. Nhưng mà rồi sau đó rồi ngài giảng là tất cả có duyên nó hợp thành, thì như vậy á, là có duyên hợp thành thì sợ lo gì mất một cái vị đó mà bị phạm giới, ăn thua ở cái tâm. Còn nếu mà gần gũi người nữ nhưng mà cái tâm của mình rất là sáng suốt thì nghĩa là mình nhìn nhau cũng được vậy, hoặc là trao đổi cái gì cũng truyền tay qua cũng được vậy. Tại sao con thấy trong cái chùa mà con có đi rồi hả, là họ trao ví dụ như họ trao một cái bì thư, họ trao một cái bì thư hoặc là một đĩa thức ăn, khi cái họ đưa tay họ chạm cái đĩa thức ăn hoặc là đưa tay họ chạm cái bì thư. Rồi có một chỗ nữa là họ lấy cái vật gì mà có thể là đỡ được cái bao thư hoặc là đỡ được cái gói quà, chứ không có lấy tay mà chạm nữa đó, khó như vậy đó. Giờ con, cho nên con nghĩ là ủa thật kỳ đó. Thì trao thì cứ bên này đưa hai tay thì bên kia cầm một tay được, có gì đâu mà phải tìm một cái vật khác để đỡ cái món đó, món quà đó, sao mà khó như vậy, thì làm sao mà tu chứ. Con thấy con nghĩ vậy đó. rồi quý vị đưa tay lên đây, con thỉnh ngài có ngay cái trước máy không ạ? Mô Phật, ngài Pháp Thanh, bạch ngài Pháp Thanh có trước máy không ạ? Hôm nay là ngài Pháp Thanh là ấy là con
con cung kính đảnh lễ ngài, ngài cho con biết được nhiều cái khó khăn như vậy thì làm sao tu cho được chứ, con thấy khó lắm rồi đó. Dạ, bởi cho nên con sợ con dám đi tu đâu, đi tu mà xem nhà tu nữ tự nữ như vậy thì con thấy nhiều khi con buồn, con nhìn vô đó là con thấy buồn rồi à. Dạ, con cung kính thỉnh bằng tay ngài cầm bếp nha. Dạ, dạ con xin xuống bếp ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, cô nước mắt và con tim rất là vui. Dạ, cũng nói lên những cái khó khăn, những cái mà suy nghĩ của mình. Thì về cái vấn đề mà học Bali đó, thì từ từ, bây giờ mình mới mà, thì cứ từ từ rồi mình nắm vững được cái trường âm, đổng âm, rồi mình cách đọc thì từ từ rồi mình sẽ hiểu và mình sẽ đọc được như cô Nhật Quỳnh, như cô Kim Nhung. Thì mấy cô này hồi trước mà mới vô thì cũng trải qua cái thời gian khó khăn cũng như cô thôi, nhưng mà nhờ lâu ngày thường xuyên thì từ từ nó ấy, thành ra người ta nói sao trăm hay không bằng tay quen. Khi mà mình có sự chuyên cần nỗ lực mỗi ngày một chút thì mình sẽ đọc được. Rồi cái câu thứ hai mà cô hỏi là tại sao mà phải có cái sự mà cách biệt cách ly như vậy, làm cho cái người nữ buồn phiền phải không? Thì bây giờ cô thấy này, những cái ông bác sĩ, những cái người điều dưỡng, những cái người y tá, họ ở trong những cái bệnh viện đó, hằng ngày họ tiếp xúc với tất cả các cái bệnh nhân, thấy không? Đó. Nếu mà những cái vị bác sĩ, những cái người y tá, những người điều dưỡng này đó, mà họ có làm cẩn thận, có sự đề phòng, thì họ mặc dù họ tiếp xúc với cái mầm bệnh hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, nhưng mà họ an ổn. Còn có những người, những cái ông bác sĩ, những cái cô điều dưỡng, những người y tá, cũng phải vướng những cái mầm bệnh như nhau, không? Thành ra đó, mình phải có cái sự đề phòng. Mình có sự phòng hộ cho chính mình. Nhưng mà đó, có những cái trường hợp quý vị cũng thấy có bác sĩ, những người y tá cũng bị bệnh vậy. Thì đó, đến cái lúc mà chúng ta dễ vui thì sao? Dễ vui ở đây nó có nhiều cái do cái sự tu tập của mình nó chưa có được mạnh mẽ, chưa đầy đủ, hoặc là nó còn do cái duyên nghiệp, đến lúc cái quả xấu nó đổ, thì lúc đó mình bị vướng vào cái bệnh, thấy không? Đó, thành ra đó, bây giờ chúng ta phải ngăn chặn, đề phòng trước, mình phải phòng hộ cho chính mình trước. Mình đừng có nên dễ vui. Còn mà khi mà chúng ta khinh thường, trời ơi, cái bệnh này đâu có gì phải sợ. Cái bệnh này bây giờ nó có thuốc điều trị, có vaccine rồi, bất quá là chỉ uống thuốc, chích thuốc vài ngày nó hết bệnh. Thấy không? Đó, rồi mình dễ vui, mình không có phòng hộ, mình không có sự cẩn trọng, thì như vậy thì nó sẽ đem đến cái điều tai hại đó. Cho nên đó, là phòng hộ đây ở về cả hai phía, cái vị tỳ khưu cũng phải phòng hộ, mà cái người nữ cũng phải phòng hộ cho chính mình. Vị tỳ khưu thì phải giữ cái phẩm hạnh cho chính bản thân mình. Rồi cái người nữ, cái người
thiện sự này đó, mình cũng phải phải đề phòng, phải phòng hộ cho chính mình nữa, không? Còn mà, nếu mà hai bên mà dễ vui, những vị thì khu còn trẻ, cái nội lực, cái tâm tánh mình nó chưa có vững vàng, chưa có được tốt đẹp, các cái biện pháp phòng hộ của mình nó chưa vững, rồi ở bên kia đối tượng là những cái vị tính nữ mà còn trẻ rồi cái nọ đó, có dung sắc dễ nhìn thì sao? Lúc đó là cái tham ái nó tấn công, dục ái nó sinh khởi lên thì sẽ đem đến cái điều tai hại cho cả hai. Cho nên chúng ta phải biết cái nội lực của mình để mình đề phòng, mình phòng hộ. Đó. Rồi sao? Chúng ta phải diệt trừ, phải diệt trừ những cái tham muốn của phàm nhân, thì mình mới trở thành được cái bậc thánh nhân. Cái vị mà tu sĩ cũng phải diệt trừ những cái tham ái, rồi những cái người tín nữ đi chùa cũng phải biết giữ mình, thì như vậy hai bên cùng có sự tác ý cẩn trọng gìn giữ thì những cái vấn đề nó không tốt đẹp nó sẽ không có xảy ra. Còn vị tu sĩ mà sống buông lung phóng dật, rồi cái người tín nữ thì nó ôi có dễ vui, đâu có nhầm gì đâu, lỡ mà có đụng chút thì sám hối thì xong chứ có gì đâu. Nhưng mà đó, từ đó nó bắt đầu nó nảy sinh những cái mầm mống mà không được tốt đẹp. Cho nên là đối với những cái vị mà trưởng lão đã có sự tu tập, cái nội tâm vững vàng mẽ thì nó khác. Còn đối với những cái vị tỳ khu trẻ thì phải có cái sự đề phòng nó nhiều hơn, mạnh hơn, chứ không phải là chúng ta sống buông lung dễ vui. Mà đối với những cái vị mà tỳ khu mà cao hạ đi chăng nữa đó, mà nếu mà không có phòng hộ, không có dễ vui thì cũng có thể bị tấn công, bị phiền não tham ái dục ái nó tấn công thì cũng đem đến cái tai hại như thường. Cho nên á, cái điều quan trọng ở đây đó là về cả hai phía, chứ không riêng về cái vị tỳ khu không. Đó, mình phải có cái sự phòng hộ. Bây giờ á, quý vị biết cái đó là cái chất độc, thì quý vị phải hết sức là cẩn thận. Mình để cái chỗ nào đó xa tầm tay, để chỗ ít có người thấy. Còn bây giờ cái chất độc mà, rồi mình để gần đó, gần những cái chỗ mà mình hay thường lấy những cái đồ vật để mình sử dụng, rồi trong cái lúc mà mình sơ xuất thì sao? Thì mình lấy nhầm cái chất độc đó thì sao? Nó đem đến rất 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 nhiều cái tai hại. Cho nên đó, người ta nói là cẩn tắc thì vô ưu. Mình phải cẩn thận, hết sức cẩn thận thì nó không có dư thừa. Còn nếu mà mình buông lung dễ vui, khinh thường thì mình sẽ khổ đau. Thành ra đó, trong trường thiền là không phải chỉ khi nào mình lên tụng kinh, mình lên ngồi thiền, mình đi kinh hành thì mình mới phải cố gắng mình gìn giữ cái chánh niệm, mà chánh niệm áp dụng vào tất cả mọi oai nghi, mọi giây mọi phút ở trong đời sống. Tại vì sao?
cái phiền não, cái tham ái, dục ái, nó giống như cái con thú dữ đó, nó rình, nó đang rình rập chúng ta. Chỉ cần một sơ suất trong một sát na, trong một giây mà chúng ta thiếu cẩn trọng, thiếu đề phòng, là cái con thú dữ này nó sẽ nhảy ra, nó dồ lấy, nó quật ngã chúng ta. Cho nên á, là Ngài Hòa Thượng, Ngài thường hay nhắc, đừng bao giờ xem thường phiền não. Tại vì có một số thiền sinh á, thì khi mà lên trường thiền, hành thiền á, thì gìn giữ cái chánh niệm rất là cẩn trọng. Nhưng mà khi mà xả thiền ra rồi đó, đi kinh hành, thì những cái người này đó, hai người đi chung với nhau, rồi nói cười, rồi hai vị tỳ khưu cùng đi chung với nhau, rồi nói cười, rồi kia nọ nhìn qua ngắm cảnh rồi, thì sao? Ngài mới nhắc nhở, mình không phải mình gìn giữ cẩn trọng trong khi mình tu tập, trong khi mình tụng kinh thôi, mà mình phải phòng hộ gìn giữ ở mọi lúc, mọi nơi, thì sẽ không có bị những cái tham ái, phiền não, hay là những cái dục ái ngủ ngầm nó có dịp để mà nó tấn công. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy, để mỗi người cùng nhau gìn giữ, mỗi người phải cẩn thận lấy cho chính mình, thì sẽ tránh được phiền não khổ đau nó dấy động. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cụ Nước Mắt và con Tim. Chúc cô nhiều sức khỏe an vui, cố gắng nỗ lực tu học thì lần lần mình cũng có sẽ được sự tiến bộ tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con cung kính tri ân Ngài Pháp Thanh đã chia sẻ cho con những điều con biết là muốn học. Mời các cô đưa cái bàn tay lên đi, thưa cô. Các cô ơi, con kính tri ân Ngài rất là nhiều, cho con được nói là giống như người ta nói, thường nói là giữ tâm chứ không phải giữ cảnh. Như con hiểu được ngày xưa, Ma Văn Già cũng tri ân của Ngài A Nan, cho nên khi mà Ngài A Nan trở về lưu cốc của Đức Phật thì nhờ có Đức Phật hướng dẫn cho Ngài A Nan. Sau đó là mời hai mẹ con của Ma Văn Già đến đến nhà diện kiến Phật. Phật dạy những điều mà Ngài A Nan quyết tâm tu hành, tu cho mọi tất cả mọi loài chúng sanh, không phải tu riêng cho cô đó. Nhưng mà không có nghĩa là không thương cô đó. Cô nghĩ rằng là cô là người hạ cấp, cho nên á là cô không nghĩ rằng là Ngài A Nan thương Ngài cô đâu, cho nên Ngài được Đức Phật giải thích điều đó cho nên hai mẹ con Ma Văn Già được sự hiểu biết và xin đi tu. Con có thể hiểu được cái câu chuyện đó. Nhưng mà đối với thời nay, quý vị tăng sĩ, con nó xin phép con được gọi là tăng sĩ là tại vì có nam giới và nữ giới rõ ràng. Thì khi tăng sĩ đi tu á, là họ nghĩ rằng là nếu mà có nghĩ rằng hạt gạo trên sàn, thì khi nào mà người nào mà ở trên hạt gạo trên sàn thì người đó chắc chắn là thế nào cũng là được lời thánh tăng. Nhưng cái đời bây giờ thì không có thể mà mình nói mình coi thường con rắn nhỏ, hoặc là mình coi thường cái đám cọ lửa nhỏ, hoặc là mình coi thường một vị tăng sĩ nhỏ đó, là biết tôn trọng như vậy. Biết đâu là một vị tu sĩ trẻ tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất, mà đó là một vị Bồ Tát sau này. Thì cho nên á, con rất cung kính cái điều đó. Nhưng mà ở bên ngoài chúng sanh á, rất là lo lắng và sợ họ ngại, hoặc là họ quá nhẹ người ta, rồi người ta không có
khả năng để bước chân tới chùa, hoặc là không có khả năng để dứt khoát để đi tu. Đó là vì cái lòng tự ái của họ rất là lớn. Mà chính con cũng có nữa, có một vài lần con cũng tự ái, con nói con muốn ở trong cái phái Nam Tuyền này là con muốn học được cái chữ Bali để cái lời nói được thực, nó gần gũi nhất hơn là bên Bắc Tông, vì Bắc Tông là qua cái Hán văn, qua cái truyền thống lâu năm của người Trung Quốc, cho nên con càng học người con thấy càng xa đi. Nhưng mà khi con bước vào phái Nam Tuyền này thì con rất hiểu về cái về lời Đức Phật gần gũi nhất, là mình học kinh nó cũng mau hiểu nhất, mà khó học nhất, khó nhớ nhất là khi tụng kinh. Con nghe hoài mấy năm rồi mà con cũng chưa đọc được một cái chữ Bali, cho nên nó suông thật là buồn quá. Hôm nay con được nghe ngài giảng thì con rất là vui vẻ và đón nhận những gì mà ở trong Nam Trường đã dạy con, con đã hiểu nhiều vấn đề đó. Nhưng mà ở một điều là con sợ con dám đi tu, con tự ái. Tự ái rất là nặng nề. Nói từ bớt tự ái thì bớt khổ. Con tự ái nhiều thì con không dám đi tu thôi. Chứ không phải tự ái mà xem thường được. Tại vì đã nói rồi, ai xem thường mình cũng được, nhưng mình đừng tự xem thường mình. Tại vì không bạch ngay. Cho nên hôm nay được nói nhiều quá, thôi con xin được cung thỉnh ngài trở lại với microphone. Con còn chưa hết thắc mắc đó ngài, chưa cái thắc mắc thì không còn nữa, nhưng mà chưa hết cái nỗi buồn của con đâu. Tại vì con thấy thôi kiếp này lỡ làm nữ rồi thôi không có tu, để khi nào mà làm được kiếp nam rồi đi tu phải bạch ngài. Con nghĩ như vậy, con cung thỉnh bàn tay của ngài trở lại. Con kính lễ cô tu nữ Tề Duyên. Cô tu nữ Tề Duyên ơi, đưa cái tay lên ạ. Con mời cô tu nữ đưa cái tay lên ạ. Chị Kim Nhung ơi, đưa cái tay lên. Mình rất là hoan hỷ phải không? Hoan hỷ tức là vui đó, vui tột cùng. Thì đưa cái tay lên để sinh hoạt cho nó sung lên chứ hả? Dạ, con thấy bàn tay của cô Nhật Huỳnh rồi. Dạ, kính tri ân cô nhiều lắm. Và con cũng thành kính tri ân ngài Pháp Thân rất là nhiều. Con xin được mời cô Nhật Huỳnh lên mic nha. Dạ, các cô, các chị đưa tay lên để sinh hoạt cho nó vui nha. Mình được ít giờ lắm. Dạ, xa thú, kính cảm ơn nước mắt và con tim đã đặt câu hỏi và khuyến khích mọi người đưa tay. Nhưng mà nước mắt và con tim vào cái room này nhiều lần lắm rồi, đâu phải mới đây đâu. Không biết thông lệ sao. Thí dụ như Ngài Thị Đức đi, Ngài đang cầm mic, Ngài đang nói một cái điều gì đó, mà chỉ cần một có cái bàn tay đưa lên là Ngài nhường mic liền. Vậy là đạo tràng mất cơ hội sao nghe pháp được. Cái thứ hai nữa đó, lúc nãy thì nước mắt và con tim hỏi thượng tọa Pháp Thanh, mời thượng tọa Pháp Thanh nên trả lời, mà lại kêu Nhật Quỳnh, kêu Kim Nhung, kêu con rồi như vậy thì có nước chết luôn. Là khi mà nước mắt con tim mà không cầm mít nữa thì cả đạo tràng này là ăn cháo lương. Đó, Ngài Trí Đức là Ngài cho ăn cháo lương, không kịp đỡ luôn. Nên Nhật Quỳnh đưa tay đỡ, để có gì Nhật Quỳnh một mình Nhật Quỳnh ăn cháo lương thôi. Để cả đạo tràng ăn cháo lương thì rất là tội, phải không quý vị? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ, bây giờ con cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh cầm mic để trả lời câu hỏi của nước mắt và con tim. Chừng nào mà nước mắt con tim hết có thắc mắc thì người khác sẽ đưa bàn tay lên để có ý kiến, có những gì thắc mắc. Và dạ, con cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính nhân mic đến sư.
Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sang Kha giả. Ở trong đời sống, Đức Phật nói chúng ta phải tạo những cái thiện sự, gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp ngay trong giây phút này, ngay trong ngày hôm nay. Đừng có chờ, bây giờ mình đừng chờ tới mai mốt thành người nam mà mới tu, mà ngay giây phút này á mình làm thiện sự, đó là một cái điều tốt đẹp. Nam nữ là chẳng qua là gì, nó trên cái nhìn trên cái tục đế, cái chế định mà thôi. Chứ sự thật ra đó, trong cái thân của người nam cũng gì, danh và sắc, mà người nữ cũng gì, danh và sắc. Thành ra đó, do cái ngoại hình, do cái ngoại hình á làm phân biệt trên cái tục đế thôi. Người nam đâu phải là người nam hoài, có những kiếp cũng phải trở thành người nữ, mà người nữ đâu phải là người nữ hoài, cũng có những kiếp trở thành người nam. Thành ra đó, Đức Phật nói đó, chúng ta từ từ khi mà chúng ta tìm hiểu đó, chúng ta cởi mở, bỏ đi những cái chấp thủ. Chúng ta mới nhìn vào cái chân đế. Mình mới thấy được, mới thấy được pháp. Còn mà mình cứ nhìn cạn cợt ở trên cái chế định ở bề ngoài hoài á, thì mình sẽ không thấy được những cái pháp và sâu xa hơn. Không? Cho nên á, quý vị cũng thấy hôm hổm mà sư cũng có nhắc, sư cũng nói trong cái phần mình kết thúc cái buổi sinh hoạt hôm tuần rồi á, thầy sư nói có những điều mà người nữ không thể làm được là gì, là chánh đẳng chánh giác, chuyển luân thánh vương, hay là hoặc là ma vương, thì ba cái đó là người nữ không thể làm. Chứ còn quý vị thấy nè, trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại tiền, rất là nhiều những vị tỳ kheo ni cũng chức đắc thánh quả A La Hán, rồi cũng có những vị là đệ nhất về thần thông, đệ nhất về giảng pháp, rồi có những cận sự nữ là bậc thánh hữu học như là bà Quy Sa Kha, nhiều vị thánh nữ đã hết lòng ủng hộ hộ trì Tam Bảo. Chứ đâu phải là người nữ không có đắc quả A La Hán đâu, không có đắc quả các tầng thánh hữu học đâu. Thành ra đó, chúng ta đừng có vướng bận những cái chế định, mà chúng ta phải thấy rằng cái quan trọng là mình thực hành, mình thực hành để đem đến cái lợi ích ngay hiện tại. Đó, ngay hôm nay mình thực hành những cái pháp nào để đem đến những cái nội tâm mạnh mẽ, đem đến những cái trí tuệ sáng suốt mạnh mẽ, để gì, để làm nhân làm duyên cho những cái ngày kế tiếp. Nếu mà hôm nay á mình còn chấp thủ, mình còn sống trong tà kiến, thì không phải là khổ trong ngày hôm nay, mà nhiều ngày tới. Rồi không phải nhiều ngày tới không, mà nhiều kiếp sống tới nữa. Cho nên á, chúng ta phải có trí tuệ xác định cái chí nguyện của mình, cái hoài bão của mình. Rồi sao? Mình phải thực hành nhanh chóng. Tại vì nếu mà chúng ta không có nỗ lực thực hành nhanh chóng ngay trong cái giây phút này, ngay trong thời điểm này, ngay trong ngày nay nè, đó thì sao? Thì sao? Phiền não sẽ nhảy ra, những cái chướng ngại, những cái triền cái, những cái pháp ngũ ngầm, nó sẽ nhảy ra, nó tấn công liền. Cho nên á,
là mình phải 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 biết như vậy. À, thành ra trong cái những cái trong bảy cái tuệ mà để đạt đến các cái bậc thánh, có cái tuệ gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. À, là chúng ta phải không, phải tìm hiểu cái nào là đạo, cái nào không phải là đạo. À, cái nào là đạo á, thì mình phải nỗ lực mình thực hành mạnh mẽ. À, cái nào mà phi đạo, không phải là đạo, những cái pháp bất thiện, những cái pháp không có chân chánh, à, thì chúng ta phải cố gắng diệt trừ, không để nó xâm khởi à, trong cái nội tâm chúng ta. Đó. Thành ra khi mà chúng ta phân biệt, chúng ta hiểu được cái nào là pháp, cái nào là phi pháp, cái nào là đạo, cái nào là phi đạo, à, rồi mình nỗ lực mình diệt trừ tất cả những cái không phải là pháp, những cái pháp không có chân chánh, à, thì lúc đó đó mình sẽ có được một cái nội tâm an tịnh, à, mình còn không còn phân vân hoài nghi, à, không biết tôi thực hành vậy trúng không, không biết tôi niệm vậy đúng không, không biết tôi gìn giữ cái giới vậy đúng không. À, khi mà cái tâm nó hoài nghi, nó phân vân, à, nó trạo cử, nó dao động, thì sao, thì cái trí tuệ mình đâu có. Tại vì khi mà cái tâm nó dao động là phiền não, nó hoài nghi, nó phân vân, nó còn yếu, à, nó bị tác động của cái hoài nghi. À, cho nên á, là trong khi mà chúng ta học, chúng ta hành, à, chúng ta phải chú tâm. À, chừng nào mà mình vượt qua tất cả những cái chế định, à, những cái tác động ở bên ngoài, mình thấy được cái chân pháp, à, mình loại trừ tất cả những cái phi pháp, à, mình có một cái nhìn thấu đáo, à, rồi lúc đó đó mình không còn bị tác động của hoài nghi, à, của dao động nữa, thì lúc đó cái trí tuệ mình nó mới an tịnh. À, còn mình bị giống như cái cây nó còn yếu, nó bị tác động lung lay, à, của gió cái nọ, thì sao, thì cái cây nó sẽ dễ bị đổ gãy. À, cho nên á, là trong khi chúng ta học, chúng ta cũng phải tìm hiểu, rồi chúng ta phải suy tư, à, học là trí văn, rồi phải suy tư để phân biệt cái nào là đạo, à, cái nào là chánh pháp, cái nào là phi đạo phi pháp, à, để phân biệt rạch ròi. Rồi trong cái sự thực hành biết những cái nào, những chi pháp nào thực hành nó đem đến cái sự đúng đắn, những chi pháp nào là nó đem đến cái sự sai trái, à, để mình thực hành. À, cho nên đó, là khi mà chúng ta có được cái hiểu biết rồi đó, mình không còn lăn xăn phải đi hỏi ai, tự mình làm mình biết là đúng hay sai là làm biết liền. À, có cái tri kiến, có sự hiểu biết rạch ròi, à, rõ ràng với trí tuệ như vậy thì sao, mình mới không còn hoài nghi, mình không còn dao động, à, cái tâm mình nó mới an tịnh. Mà khi mà cái tri kiến nó được thanh tịnh thì nó sẽ làm nền tảng cho cái định nó phát sanh được. À, còn cái tâm mình á, còn lăng xăng, còn hoài nghi, còn sợ cái này, còn sợ cái kia, không biết đúng không, không biết là làm như vậy là trật hay sai, à, à, thì cái tâm mình còn dao động thì mình sẽ không được kết quả tốt đẹp. À, thì bây giờ học ba lý đi, bây giờ mình cứ đọc đi, à, nếu mà không đúng á, thì có mình lắng nghe những cái ngân đạo mình đọc. À, nếu mà có sai á, thì có ngày trí đức, ngày hướng dẫn, ngày chỉ dẫn lại, thì lần hồi, à, cô sẽ đọc đúng, đọc giỏi. À, còn mà mình cứ ngần ngờ, mình không biết thôi, sợ quá, mình mới lên đọc chắc chắc, à, thì mình không dám đọc,
mình không dám đọc thì sao, đâu có ai biết được cái sai của mình để mà chỉnh sửa, phải không? Đó, thành ra đó, cái điều quan trọng là chúng ta học, tìm hiểu, suy tư, rồi chúng ta phản tỉnh xem xét cái nào, nếu mà mình, những cái nào nó không đúng thì mình từ bỏ, cái nào nó đúng, tốt đẹp thì mình nên thực hành mạnh mẽ hơn để đem đến cái lợi ích. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của nước mắt và con tim, và chúc cô mạnh mẽ, cụ học tiến bộ, an vui với một buổi thầy giá. Alo, Kim Nhung ơi, có cầm mic không? Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung cầm mic nên lại thả xuống. Dạ, cảm ơn Hồng Mai. Dạ, cảm ơn Nguyên Tịnh. Dạ, vậy là nó đúng rồi, Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung cầm mic mà. Dạ, mời Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào các anh chị. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ thưa sư, cái bài học hôm nay thật là nó chấn động trong những người nữ của chúng con ạ. Thì về vấn đề này á, thì đối với con á, thì con cũng thấy là cho tới giờ phút này á, thì con cũng thấy là mình cũng có những giai đoạn mà mình nghĩ về về Phật giáo nó khác nhau. Cái giai đoạn thứ nhất là khi mà con mới đi vô sinh hoạt ở trong chùa, tức là con sinh hoạt ở bên Bắc Tông ạ, thì con thấy khi mà con nghe và cách hành xử của các vị ở bên đó thì con thấy là sao mà Phật giáo coi thường phụ nữ quá, trong khi xã hội thì nói là nam nữ bình đẳng nhưng mà trong Phật giáo thì coi thường quá. Rồi cái khi mà con đi qua bên chùa bên Phật giáo Nam Tông thì con cũng thấy cũng có sự phân biệt như vậy, tức là cũng không cho người nữ ngồi trước, rồi cũng không cho người nữ tận tay cúng dường chư tăng vân vân. Nhưng mà qua những cái bài giảng thì con cũng hiểu, con cũng hiểu và con cũng hết buồn. Rồi lúc đầu thì con buồn nhưng mà sau đó thì con cũng hết buồn, rồi con cũng nghĩ là thôi hay là mình cố gắng mình tu tập để mình thành một cái thân nam. Vì con thấy là người nữ khổ quá, trong cuộc sống rất là khổ, qua được thân nam thì là dễ dàng hơn trong đời thường và cũng có dễ dàng trong đời tu. Nhưng mà sau này, bây giờ thì con cũng hiểu được, mình làm nữ cũng được, mình chấp nhận. Là mình con cũng hiểu đó là cái duyên quá khứ của mình do mình tu tập như thế nào đó, mình nhân quả. Thành ra bây giờ mình có cái đời sống là nữ giới thì mình chấp nhận, rồi cũng cố gắng hoàn thành những công việc của đời và cố gắng tu tập, thì cũng chỉ biết cố gắng như thế. Dạ, con cũng rất là tri ân những lời giảng của sư. Dạ, con thưa sư, con xin sư giải thích thêm cho con về cái bát kinh pháp đó, thưa sư. Con đọc thì con cũng thấy như vậy và con cũng hiểu theo cái trí của con thì con cũng chưa hiểu tường tận, nhưng mà không, khi mà bà Gotami mới nghe ngài Ananda truyền cái bát kinh pháp như vậy, rằng bà Gotami chấp nhận liền, thì con xin sư giải thích thêm cho con hiểu về cái bát kinh pháp đó, thưa sư. Dạ, con kính tri ân sư, con xin xuống mic ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ thưa sư, con đã xuống mic ạ.
Dạ con kính thỉnh sư Pháp Thanh ạ. Con không biết sư có nghe được không ạ? Dạ con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Bánh chào Trà Khúc kỳ vào đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ còn câu hỏi của Kim Nhung thì sư không có cầm mic được, lý do là chắc đừng ép sư có vấn đề rồi nên sư chạy ra rồi. Dạ con cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh cầm mic ra. Dạ sư ra rồi, sư vào, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Và sư có nghe được câu hỏi của Kim Nhung không? Sư có thể cho con một tín hiệu để con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ. Dạ con tri ân sư, con kính dâng bích đến sư. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Thì trước khi mà nó bị rớt mạng thì có nghe cô Kim Nhung hỏi về cái vấn đề mà bát chánh pháp. Thì sư cũng hiểu nhưng mà chắc không biết là có đúng không. Thì Đức Phật có lấy một cái ví dụ. À, nếu mà ở trong một cái dòng tộc nào, ở một cái nhà nào mà nhiều đông người nữ thì á, nó dễ sanh những cái phiền não lắm. À, tại sao? Tại vì những cái tham ái của người nữ thì nó còn nặng nề, nó còn mạnh. Cho nên á là cái bát chánh pháp này đó là để ngăn ngừa, để phòng hộ. Quý vị thấy rằng á, cũng có trong nhiều gia đình, phải không? Những cái người nữ họ cũng muốn làm quyền, cũng muốn cầm quyền ở thế này thế khác. Cho nên á là những cái pháp này á, để có sự tôn trọng nha. Đối với các cái vị trưởng lão, đối với những cái vị mà tỳ kheo đó, thành ra đó là để những cái sự ngăn ngừa. Sư đã nói mà, Đức Phật dạy chúng ta phải phòng hộ. Mình đừng có sợ, mình đừng có sợ tốn mình xây cái hàng rào. Mình đừng có sợ tốn mình không có làm cửa nẻo cho chắc chắn. Nếu mà không có xây cái hàng rào, không có những cái bảng cấm, thì chúng ta sẽ không biết có những cái nguy hiểm hố sâu vực thẳm. Nếu mà quý vị làm nhà mà quý vị nói thôi mua cửa mua nẻo rồi tốn tiền quá, làm cái nhà kín đáo và ở được rồi, thì sao? Thì những cái người gian tế trộm đạo nó dễ xâm nhập. Cho nên á là mỗi cái gì mà Đức Phật chế định nó có cái mục đích hết á. Cho nên á là Đức Thế Tôn không phải là muốn ngăn cấm hàng cận sự nữ đi tu, nhưng mà đó để ngăn chặn những cái điều không hay xảy ra sau này. Cho nên đó là Ngài đã chế định những cái điều học đó. Tục ngữ là nói sao? Lửa mà gần rơm lâu ngày thì sẽ cháy, không? Cho nên á, bây giờ á, là phải tách ra, ngăn ngừa trước,
ngăn ngừa trước thì nó không có hậu quả, phải không? Còn bây giờ mà mình đã biết trước rồi, cỏ khô lá mục à, mà mình để mình nấu nướng cái bếp lửa mà nó gần thì hồi nó cả cháy cả nguyên cả khu rừng. Cho nên biết vậy đó, thôi bây giờ làm ơn dẹp ba cái rơm rác cỏ khô rồi qua, mình làm cái bếp ở xa xa ra mình nấu à, thì làm sao mà nó có xảy ra à, cháy rừng được à. Cho nên á là chúng ta phải phòng hộ mà cả hai à, đứng về phía tu sĩ cũng phải có sự phòng hộ, mà đứng về phía à, cái người cư sĩ tại gia cũng phải có sự phòng hộ, thì như vậy đó nó mới có được sự tốt đẹp và cái giáo pháp nó mới được trường tồn à. Còn nếu mà buông lung dễ vui à, thì sao, thì cái giáo pháp này nó sẽ sớm bị tiêu hoại à. Nó trời ơi tu hành kiểu gì, trời ơi đạo Phật kiểu gì, thì sao à, thì lúc đó không còn ai thực hành theo cái giáo pháp, theo cái lời dạy Đức Phật. Bởi vì á Đức Phật nói là sao, ngài chế định những cái điều học để ngăn ngừa à, những cái điều không tốt đẹp, để gìn giữ cái tăng đoàn, để gìn giữ cái giáo pháp à, để gìn giữ cho hàng tu sĩ cũng như gìn giữ cho hàng cư sĩ à. Thì như vậy đó, cái giáo pháp nó mới được trường tồn, tròn đủ à. Thì quý vị thấy rằng á, đâu phải chỉ riêng Phật giáo mà tất cả những cái giáo pháp, hay là bất cứ một cái hội đoàn nào, hay là một cái đoàn thể nào, hay là một quốc độ nào, người ta cũng phải đặt ra những cái luật lệ à, những cái nội quy mà tất cả những cái thành viên ở trong cái trú xứ đó, trong cái hội đoàn đó, trong cái tổ chức đó đều phải thực hành theo. Chứ còn nếu mà trong một cái hội đoàn, trong một cái tổ chức à, trong một quốc độ mà không định đặt những cái điều luật mạnh ai phải làm, mạnh ai muốn làm gì làm, tự tung tự tác, thì sao? Thì cái quốc độ đó, cái hội đoàn đó, cái đoàn thể đó sẽ đi đến tàn rã à. Chứ còn á là cái tâm từ bi của Đức Phật đối với tất cả chúng sanh như nhau à, ngài không có phân biệt, nhưng vì phàm nhân à, lúc đó là các vị tỳ khưu trẻ cũng nhiều, mà hàng nữ nhân, những vị mà phàm nhân cũng nhiều, nếu mà không có sự ngăn chặn, không định đặt những cái pháp này đó để ngăn ngừa từ đầu thì sẽ đem đến cái tai hại à, tăng đoàn nó sẽ tan rã à. Và sao, khi mà không có ai gìn giữ giáo pháp, không ai thực hành giáo pháp à, không ai còn học pháp hành pháp, thì sao, cái giáo pháp nó sẽ bị tiêu hoại. Cho nên á là chúng ta phải hiểu như vậy và luôn luôn nhớ rằng chúng ta phải tự xây hòn đảo, phải tự làm cái nơi nương tựa cho chính mình à. Và chính những cái thiện sự, những cái sự thực hành á à, là nó là nhân, là duyên để đi đến cái an vui à. Đó, chúng ta vượt qua những cái gọi là cái ngã mạn so sánh nam nữ như sư nói đó. Bây giờ mình mới thấy rằng á, khi mà lột bỏ cái lớp da bên ngoài, lột trần hết bên ngoài, thì ở trong này là gì, là máu và gân xương tủy thận đầy rẫy như cái ô uế, nhưng sao bị che đậy à, phân biệt người nam người nữ, mà chính
gì mình nhìn thấy trên cái tục đế thì phiền não tham ái nó mới dấy động, nó phát sanh. Còn nếu mình diệt tận cái tục đế đi, mình nhìn xuyên thấu luôn thì cái gì? Chỉ là đất nước lửa gió, chỉ là máu gân xương tỷ thận rồi, có gì đâu, nó có gì đẹp, đâu có gì đáng mà đắm nhiễm thích thú, thấy không? Cho nên á là chúng ta nên thấy vượt qua tất cả những cái chướng ngại. Mà chính vì á ngày hôm nay mà mình còn trôi lăn khổ đau là tại vì mình cứ dính mắc vào cái tục đế hoài, mình chưa từ bỏ được, mình chưa vượt qua được, mình chưa xuyên thấu được cái lớp vỏ đó. Mà chính cái lớp vỏ đó là cái gì? Là vô minh, si mê. Mà ở đâu có vô minh, có si mê, thì ở đó có phiền não, có tham, có sân. Mà có tham, có sân là có khổ. Đó. Cho nên đó, cái điều quan trọng chúng ta tu tập là để vượt qua được tất cả những cái tục đế, những cái phiền não, để chúng ta xuyên thấu, chúng ta mới thấy được cái chân đế, cái nào là phi đạo, cái nào là đạo, cái nào là chân pháp, cái nào là phi chân. Chúng ta phải hiểu biết như vậy đó thì cái sự tu tập của chúng ta mới có tiến bộ. Mà chúng ta có được tiến bộ, có cái chánh tri kiến, mặc dù cái chánh tri kiến này chưa phải là giải thoát, nhưng mà chúng ta thấy đúng trên cái đời sống, thấy đúng trên các đối tượng, thì chúng ta mới tiến tới, mới diệt trừ được những cái phiền não vô minh nó ngủ ngầm ở trong nội tâm chúng ta. Còn mà chúng ta cứ lăn xăn, cứ phân tích, rồi đúng sai này kia nọ theo cái bao quanh của tục đế, thì chúng ta còn bị vô minh phiền não trói buộc. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, tu học nhiều tiến bộ, và cầu mong tất cả an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin đạo tràng âm của con không ạ? Dạ, kính tri ân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ sư pháp thành, con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Lớn cái nữa. Ồ, lớn lắm rồi đó. Dạ, hết rồi. Dạ, bên Nguyên Tịnh. Dạ, con xa thú, con kính tri ân sư Pháp Thanh. Cái bài giảng hôm nay con rất là quan hỷ. Đối với con thì con được nghe những cái bài giảng và những cái chi pháp, những cái đi sâu vào để mà thực hành đó, thì con rất là quan hỷ lắm. Vì con khi mà con đến với Phật giáo Nam Tông và con đi vào các trường thiền á, thì những cái quy tắc rất là khó khăn, và con nhận thức ra những cái khó khăn đó sẽ giúp cho cái người hành giả, một cái người đến để tu thiền á, sẽ có được một cái chánh niệm mạnh. Và nơi con đến trường thiền á, thì nơi đó là một
mỗi một bước chân của mình đi á, thì luôn có quý sư theo dõi, và khi mà ngồi dùng vật thực cũng vậy, cũng có thiền sư luôn quán xét coi cách mình còn có thô tháo hay không, và ngài sẽ nhắc nhở mình sẽ đi vào tạo thành một cái chánh niệm như thế nào. Thì nơi con thấy có rất là nhiều người mới đến nhưng mà không có chịu đựng được những cái nguyên tắc khó khăn và cũng rời chừng thiền sớm. Nên còn những ai chịu học thì cảm thấy những cái khó khăn đó sẽ rất tốt, sẽ làm cho cái tâm mình dễ an tịnh hơn và dễ ngồi thiền hơn. Dạ con kính tri ân sư, và con có câu hỏi là thưa sư, khi mà mẹ bố thí giống như là con ở xa đó, con ở xa thì như là con thường con rất là quan hỷ, khi con tạo phước thì con chỉ là gửi ở nơi xa, và có khi thì con trực diện nơi cái bộ lễ, và con cũng thường cũng có tự mình dâng lên, và khi đó thì con thấy những người xung quanh con á thì người ta không tiền, và con cũng tác ý những cái tiền đó cũng đưa đến, con thấy là cũng mong tất cả mọi người cũng dâng cúng cái tài này lên để có phước. Thì con nghĩ khi mà mình không tận tay, mình cũng cho người này và người này cũng dâng lên chư tăng, thì phước cũng bằng nhau cả cũng như nhau cả. Thì cái suy nghĩ con như vậy nó có đúng không thưa sư? Con kính thỉnh sư giảng giải cho con được hiểu thêm ở chỗ này ạ. Con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sam Kha Giá. Thỉnh lễ chư tôn đức, chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Thật sự ra đó, thì khi nào mà chúng ta tạo những cái điều phước thiện thì nó đòi hỏi về cái tắc ý và cái trí tuệ. Nếu mà chúng ta tạo phước thiện với đầy đủ tâm tư và hợp trí thì cái phước nó sẽ mạnh mẽ. Còn nếu mà mình làm với cái tâm hồi hộp, ly trí thì cái quả nó sẽ yếu. Mà cho nên á, là cái điều quan trọng là do cái sự chuẩn bị cái tác ý của mình. Rồi khi mà mình quan hỷ với cái thiện sự người khác á, thì mình cũng có phước vậy. Nhưng mà cái phước thì nó tùy theo tùy theo cái mãnh lực tâm nữa. Đó, rồi có những điều kiện, thí dụ như bây giờ á, cái trường hợp mà mình tận tay mình làm với đầy đủ tác ý trọn vẹn thì nó cái tâm mình nó sẽ mạnh hơn. Còn thí dụ như bây giờ cái điều kiện mình không thể tự tay mình làm được, nhưng mà cái tác ý của mình tròn đủ mình tròn đủ ba cái về cái suy nghĩ, rồi cái lời mình nói ra, rồi cái thân mình hành động. Thì bây giờ á, giả dụ như cô gửi cúng dường đến một cái nơi nào đó, cô hùng phước một cái vấn đề gì đó, không? Thì cô phải có cái tác ý, không? Cô có tác ý rồi cô mới sắm sửa vật dụng hoặc là chuẩn bị tịnh tài. Thì khi mà mình có tác ý là tâm, rồi mình
sắm sửa, mình chuẩn bị tịnh tài là cái thân mình làm. À, rồi mặc dù mình không tận tay mình đến được cái chùa đó, dân cúng vào cái chùa đó, nhưng mà biết à, cái thiện sự này mình sẽ làm được, phải không? Đó, khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta cũng có phước đó. Đó, đó, chính vì cái phước ở đây á, là không phải mình chừng nào mình tận tay ấy, còn bây giờ cái tác ý mình trọn đủ như vậy thì mình cũng có phước. À, cho nên á, là khi chúng ta làm á, chúng ta đừng có bận tâm đến những cái mà hình thức bên ngoài. À, phải như thế này, phải như thế kia. À, mà cái trọn vẹn về cái tác ý trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm. À, mình hoan hỷ đầy đủ ba thời. Và sao? Và mình làm với trí tuệ. À, và làm với cái sự hiểu biết để nó là tạo nhân, tạo duyên để diệt trừ những cái tham ái phiền não. À, thì như vậy thì nó sẽ có phước. À, còn mình đừng có quá, bởi vì sự có nhiều khi à, mình cũng bỏ qua cái hình thức quá, mà mình bỏ qua hình thức quá, mình không chú trọng vào cái nội dung cũng được, mà mình chú trọng vào nội dung quá mình bỏ hình thức cũng được. Cho nên á, về nội dung thì nó cũng phải vừa phải, và cái hình thức thì cũng phải à, tùy lúc tùy thuận để đem đến cái phước nó được tốt đẹp. À, chứ chúng ta đừng gì quá chú trọng vào cái hình thức à, mà sanh cái tâm phiền muộn thì cái phước nó cũng giảm thiểu. À, thì nếu mà thuận duyên có điều kiện à, mình làm tròn đủ, mình tận tay mình làm thì cũng tốt. Còn nếu mà mình hùng phước à, hoặc là mình tùy hỷ phước à, thì mình cũng có phước, cũng đem đến cái lợi lạc tốt đẹp an vui. Khi mà quý vị hoan hỷ, đó là cái phước mà quý vị hưởng được ngay trong hiện tại rồi, thấy không? À, mình chuẩn bị rồi mình gửi à, mình à, làm với cái tác ý, với trí tuệ hiểu biết, cái tâm mình hoan hỷ là lúc đó rồi quý vị có phước ngay trong hiện tại rồi. Còn những cái phước gì nó trổ sau này đó là cái phước dị thục, nó phải có thời gian à, để nó mới sanh khởi được. Còn ngay khi quý vị làm à, mặc dù quý vị không có tận tay, nhưng mà mình nhờ người bạn mình chuyển giùm, mình gửi qua cái đường bưu điện hoặc gì gì đó, nhưng mà khi đó mình làm với cái tâm tràn đầy hoan hỷ là cái phước hiện tại à, là như vậy là mình cũng có phước rồi, đúng không? Đó, rồi mình nhớ lại à, hôm qua, hồi sáng, à, hồi chiều này mình làm như vậy, 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 mình hoan hỷ với cái điều mà mình làm nữa thì sao? Thì cái phước nó càng tăng trưởng hơn. À, mình hoan hỷ, mình không có làm chủ lễ cho mới được, nhưng mà người khác làm chủ lễ, người ta làm chủ lễ bữa trai tăng à, gì đó à, nhưng mà mình có hùng phước vô, hoặc là mình tùy hỷ rồi mình cũng có phước. À, quý vị tùy hỷ với cái thiện sự của người khác, cái tâm của quý vị cũng vui à, hỷ lạc nó phát sanh ở trong tâm, là lúc đó là cái tâm mình nó an vui, mình cũng có phước, đúng không? Thành ra đó, chúng ta làm à, nếu mà chúng ta làm với cái tác ý tốt đẹp, với trí tuệ à, thì như vậy nó sẽ đem đến cái lợi ích an vui ngay trong hiện tại, và chính những cái nhân, những cái duyên này á, nó sẽ tạo cho chúng ta những cái phước lành trong ngày vị lai. Và bây giờ thì chắc là thời gian cũng sắp hết à, à, cầu mong tất cả quý vị qua cái à, bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm được những cái hiểu biết à, những cái kinh nghiệm trong đời sống, trong sự thực hành à, đem đến sự an lạc tốt đẹp
thành tựu những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm quý báu trong đời sống, và sẽ là hành trang để chúng ta cùng nỗ lực tu tập hướng đến sự giải thoát trong ngày vị lai. Và bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh lên sám hối và xin tụng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, kính chúc quý tôn nữ và quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ với thiện sự, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bố Tha Giá. Sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều đã giảng dạy những câu hỏi của chúng con. Theo cái bài giảng của sư phát sanh ra những câu hỏi mà ngài sư đã giảng dạy rất là rõ để chúng con tu tập. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, và cho con 30 giây để con tâm sự với Trạc Khúc rồi con xin hồi hướng. Trạc Khúc ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Trạc Khúc ơi, alo Trạc Khúc, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo, không mất tiêu rồi. Rồi rồi, con thấy tín hiệu. Ai nhớ vào đầu tràng nha, để tại giờ hết giờ rồi, ngày mai vào đạo tràng là ngày Tri Đức giảng mà pháp cú rồi vào thì cứ thử cầm mic bảo đảm là được thôi. Một người thông minh, và Nhật Quỳnh cũng xin giới thiệu với đạo tràng, Trà Khúc là một vị học viên kỳ cựu ở trong room Phật giáo Nam truyền, và nên rất là hoan hỷ khi Trạc Khúc xuất hiện lại trong cái room Phật giáo Nam truyền. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thuyết pháp ạ. Quật tà măng ghê nà quảnh đê hăng ba đà phạn xâm và ruột tà măng bước thể vô cà lì tổ đô sâu bước thô khà mặt tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm mạng ghê na quanh đê hăng thầm anh cha Đức quý thân và răng thầm mê vô ca li tô đổ sâu thầm mô cầm mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm mạng ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha Đức quý thoát tâm măng sẵn khê vô khà li tô đô sâu sẵn khô khà mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ vi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con và sa thú lành thai. Con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Để xin thay mặt chư tăng tụng kinh phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Phawatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba bhuta nuva vena sada sothi phawantu deva vatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhamma nuva vena sada sothi phawantu de phawatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sangha nuva vena sada sothi phawantu de. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.
cầu xin vô quả tâm tinh hạnh tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô A Di Đà. Sa thú, sa thú lành thai, con xin hồi hướng quả này a thâu đến quyên thuộc nơi đây cho tường. Cùng là thân thích tha phương a hoàng đã qua vạn hoạt thường. Hiện nay a chúng sanh ba giới bốn loài, vô tường hữu tượng chẳng này đâu đâu a nghe lời thành thật tỉnh cầu. Xin mau tu hồi lãnh thâu quả này a bằng ai xa cách. Chưa hay cầu xin thiên chung mạch ngay với cùng, thải điều thọ lãnh hưởng chung dứt soi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài đạt thành thánh quả, hoàn khai đạo lành nguyện cho Phật pháp thành hành, năm ngàn năm chẳng phước lành thế gian. Akasatha chapumatha đệ vanaga ma hiện thì ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng là khan thù sa sa năng a ca sa tha cha phum ma tha đệ quan na ga ma hiện thì ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng là khan thù nô ru a ca sa tha cha phum ma tha đệ quan na ga ma hiện thì ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng là khan thù nha tài vô a ca sa tha cha phum ma tha đệ quan na ga ma hiện thì ca bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng là khan thù ba ni nô Akasatha chapumatha đệ vanaga mahetika bốn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng là khan tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đào màu, tu hành tinh tấn, ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt tỉnh thất hiện hữu, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh nan, bồ đề tâm kiên cốt đạo quả sớm viên thành. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân nip banas sabat cha yo ho tu. Ý đăng huynh nhân nip banas sabat cha yo ho tu. Ý đăng huynh nhân nip banas sabat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thượng tọa pháp thanh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với tam bảo
thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô, tu nữ, với anh chị em đạo hữu. Hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá. Con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kinh, sau đó chúng con xin phép được khép cửa rung. Dạ, kính chào tạm biệt đạo tràng. Dạ, kính chúc đạo tràng an vui và một đêm và một ngày ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.